Dạ thì mến chào cả nhà của mình nha. Chúc cả nhà của mình một buổi tối thật là nhiều sức khỏe và đầy bình an nha cả nhà ơi. Dạ hôm nay thì em đến ngôi miếu của ông hơi sớm một chút xíu cả nhà. Tại vì hồi chiều này ra thì em không có đi làm á, nên là thời gian em rảnh, em đi chợ để mà mua một ít đồ chay về để mà nấu nướng chuẩn bị vài phần cơm chay mang đến đây để cúng cho những cái vong linh cả nhà. Thì lúc trước á, thì em cũng đã cúng vài lần cho những cái vong linh rồi. Và những cái vong linh mà cúng rồi á thì sư phụ ở trên núi cũng đã kêu lão ma mang về trển rồi. Còn hiện tại thì những cái vong linh mà chưa được ăn uống á, thì em cũng có xin sư phụ là để lại ở đây để mà khi mà mình đáp ứng đầy đủ cho họ ăn uống xong rồi á thì họ sẽ có tinh thần để mà tu tập tốt hơn. Thì khi mà họ được đối xử tốt cả nhà thì cho dù là ai cũng vậy thôi, thì họ sẽ dễ có thể là buông bỏ mọi thứ đôi khi là đau khổ này kia họ mang theo á. Bây giờ có cái nơi tốt đẹp để cho họ tu tập thì dễ hồi hướng cho họ, và sau này họ có thể thoát khỏi đau khổ hay không thì cũng tùy vào cái nhân duyên cho họ cả nhà. Bây giờ thì em chỉ có thể là giúp đỡ cho họ được như vậy thôi. Thì hôm nay thì cũng chưa có cúng đầy đủ hết cho những cái vong linh được nữa. Tại vì mỗi lần á, thì em cũng chia ra nhỏ 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 để em cúng thôi, chứ không có cúng một lần hết được. Số lượng nhiều quá cả nhà, em không có chuẩn bị nổi hết nên là chia nhỏ ra như vậy. Tuy nó mất thời gian chút xíu mà mình chuẩn bị đầy đủ và những cái vong linh á, họ có thể là ấm no được. Chứ mà nhiều quá thì có khi là những cái vong linh họ có thể ăn được và những cái vong linh họ không có hưởng được đó cả nhà. Thì rất là tội cho họ. Thì còn lão ma và 12 vị á, thì khi nào mà 12 vị từ trên núi trở về đây rồi thì em sẽ chuẩn bị riêng những cái phần cơm chay nữa cho 12 vị cùng với lão ma dùng á cả nhà. Thì đôi khi thì cả nhà cũng có nói là thấy lão ma hiền và ông rất là tốt. Thì thật chắc thì trước giờ nếu như mà cả nhà mình có xem clip của em á từ trước giờ thì cũng biết là lão ma lúc trước á cả nhà cũng từng là một vong linh, nhưng mà lúc trước thì ông cũng rất là tốt rồi. Bây giờ ông cũng đã được sư phụ thu nhận và làm những cái việc như thế này thì tất nhiên là ông phải có một cái gì đó thì sư phụ mới thu nhận và làm đệ tử cả nhà. Thì rất là nhiều những lời hỏi thăm, những lời chúc gửi đến cho ông luôn, nhưng mà tại vì là ông chưa có nghe thấy được và chưa có hiểu được những cái tấm lòng của cả nhà, thì khi nào mà có thời gian em sẽ nói với ông là có rất là nhiều cô chú anh chị đã thương mến ông và luôn luôn là cầu chúc cho ông mau đắc đạo cả nhà. Còn việc mà lục ma thì nhiều cô chú anh chị cũng rất là lo lắng cho em cũng như lão ma, đó là sợ là sau khi bắt lục ma rồi á thì những tên thuộc hạ của nó hoặc là những sư huynh đệ của nó sẽ tấn công em cùng với lão ma. Nhưng mà cái việc này thì mấy bữa đó em cũng rất là lo lắng cả nhà. Tại vì là cả nhà có biết không, là nếu như mà bây giờ á mà 5 tên sư huynh đệ của lục ma tấn công vào đây thì em và lão ma sẽ trở tay không có kịp và không thể nào mà đối phó lại luôn á cả nhà. 12 vị cũng đã về núi rồi, nhưng mà sau khi suy nghĩ á thì em cũng thấy nhẹ lòng một phần là như thế này. Sư phụ đã lường trước được là lục ma sẽ trở mặt thì chắc chắn 100% là sư phụ cũng đã lường trước được là bọn quỷ nó có làm cái gì em cùng với lão ma hay không, và cũng đã có phương án để mà bảo vệ em cùng với lão ma rồi, nên là em cũng an tâm một phần, nhẹ lòng rồi cả nhà. Và cả nhà cũng đừng có lo lắng cho em cùng với lão ma nha. Thì em cũng hy vọng là mọi điều tốt lành sẽ đến với em cùng với lão ma sau này. Còn bây giờ thì em sẽ đến ngôi miếu của ông để mà chuẩn bị những cái phần cơm chay này cho những cái vong linh đó nha cả nhà. Dạ cả nhà ơi, thì cuối cùng cũng chuẩn bị xong hết rồi. Thì có cơm này cả nhà, cháo, nước, sữa, bánh rồi trái cây. Còn cái này thì canh, đồ xào với lại đồ kho, đồ chiên cả nhà. Thì chuẩn bị một cái một ít một để chia nhau như thế này cả nhà, cho những cái vong linh họ có thể là ăn uống no đủ á. Thì mỗi lần thì chuẩn bị bao nhiêu đây thôi chứ còn nhiều hơn nữa em chuẩn bị không nổi cả nhà. Còn bằng nãy giờ em mệt thì làm thì nó mệt vậy thôi, nhưng mà cảm giác trong lòng rất là vui vẻ và rất là hạnh phúc khi mà mình giúp được một ai đó hoặc là giúp được một vong linh nào đó cả nhà, thì thấy rất là vui mừng luôn. Thôi bây giờ thì em sẽ thỉnh lão ma và cho những cái vong linh này ra cho họ dùng nha cả nhà. Dạ Nam Mô Di Đà Phật ông ơi, con đã chuẩn bị xong tất cả những thức ăn cho những cái vong linh dùng rồi ông ơi. Dạ ông con đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Bây giờ thì ông cho những cái vong linh ra cho họ ăn uống đầy đủ, và sau khi mà ăn uống xong thì con sẽ rời đi. Thì hôm sau con sẽ đến đây con dẹp sau nha. Dạ không có gì đâu ông ơi.
Còn 12 vị với lại là ông thì chắc có thể là một hai ngày nữa chờ 12 vị ở trên núi xuống rồi á, thì con sẽ chuẩn bị riêng những cái phần chay để cho ông cùng với 12 vị, nếu như mà có cơ hội á thì ông có thể là gọi Tiểu Linh xuống giúp cho con, để cho Tiểu Linh có thể là được ăn uống này kia và dùng những cái bánh trái cơm nước này kia không. Tại vì là hổm dài thì con thấy là các vị rất là mệt mỏi và rất là nhiều việc rồi, nên là con cũng muốn là chuẩn bị một phần nhỏ gì đó cho các vị nhau. Thì nói chung đây cũng là tấm lòng của con thôi ông ơi, thì mong ông cùng với các vị có thể là dùng với con nha. Dạ không có gì đâu ông ơi. Thôi bây giờ thì ông cứ thả những cái dông linh ra cho họ dùng nha. Dạ. Dạ cả nhà, bây giờ để em đánh lại chút xíu cho ông thả những cái dông linh ra cho họ dùng đó cả nhà. Cũng không có muốn làm phiền họ nhiều nên là có thể làm sau khi mà thả ra thì có đôi lời em muốn nói với những cái vong linh này, xong rồi thì em sẽ đi về nha cả nhà. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào các vị nha. Thì hôm nay con đủ duyên thì có chuẩn bị được một ít phần cơm chay, bánh nước này kia đầy đủ cho các vị ở nơi này, thì mong các vị quan hỷ dùng với con. Thì con có đôi lời muốn chia sẻ với các vị, và nói chung là con cũng không dám là chỉ dạy hay là gì hết, nhưng mà đây là những cái lời khuyên của con dành cho các vị. Thì trước giờ là các vị đã từng bị bọn quỷ bắt và làm hại, chịu đau khổ rất là nhiều rồi. Bây giờ thì các vị đã có cái duyên lớn để mà được sư phụ ở trên núi giải cứu về đây, và sau này á là các vị còn được thêm một cái phần duyên nữa, đó là được sư phụ ở trên núi bảo vệ che chở và hồi hướng cho tu tập. Thì con cũng khuyên là các vị là sau này nếu như mà mình có được cái nhân duyên đây rồi thì hãy cố gắng niệm Phật mỗi ngày để mà tu tập. Còn nếu như các vị nào đó mà trước giờ đó còn ôm hận thù trong lòng mà chưa có buông bỏ được, thì con cũng muốn các vị là hãy suy nghĩ lại. Thì lúc còn sống á, là mình làm những cái việc sai trái gì đó, khi mình mắc mình phải gánh chịu cái hậu quả đó rồi, và bây giờ á, là cơ hội để cho các vị buông bỏ tất cả mọi thứ. Và sau này nếu như mà các vị có thể tu tập tốt thì thoát khỏi luân hồi đắc đạo, hoặc có thể là làm đệ tử của sư phụ ở trên núi, thì rất là nhiều việc sau này các vị có thể làm hướng đến và tốt đẹp hơn bây giờ. Bây giờ các vị cũng thấy rồi, bọn quỷ nó rất là tàn độc, nếu như mà không may mà bị bọn quỷ bắt thêm một lần nữa thì các vị cũng biết là hậu quả như thế nào rồi. Thì mình đã đủ duyên thoát khỏi được tai quỷ rồi, thì mong các vị hãy nghe lời con khuyên một lần. Đây là những cái lời thật lòng của con, thì con cũng muốn khuyên các vị như vậy thôi. Thì nếu như mà các vị nào có muốn tu tập sau này thì con cũng xin chúc mừng các vị, và luôn luôn là con cùng với lão ma ở nơi này thì sẽ đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu của các vị. Nếu như mà các vị có mong muốn hay là có muốn cái gì đó thì có thể nói với con cùng với lão ma. Thôi bây giờ thì tất cả các vị ở đây rất là nhiều, thì con hỏi đại khái một số vị, nếu như mà một số vị nào ở đây có cần con giúp đỡ thêm cái việc gì đó, hay là muốn con giải quyết những cái vấn đề nào đó mà mình còn mang trong lòng, nặng trong lòng á, thì có thể nói với con, thì con sẽ cố gắng để giúp đỡ cho các vị.
Dạ, nếu như mà nghe được các vị nói như vậy thì con cũng rất là mừng luôn rồi. Và những cái gì mà con bỏ công sức ra để giúp đỡ cho các vị thì sau này con cũng hy vọng là các vị sẽ được những cái gì đó điều tốt đẹp sẽ đến với các vị. Thì phía trước á là con có đặt một cái máy niệm Phật đó các vị. Thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mong các vị nghe và cố gắng, khi mà mình dùng á thì mình sẽ nhất tâm mình niệm Phật. Sau này mình sẽ không còn đau khổ nữa nha các vị. Thì bây giờ là các vị có thể niệm cùng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và cố gắng mỗi ngày thì mình cứ niệm như vậy nha các vị. Thôi bây giờ thì con cũng không có làm phiền các vị nữa, thì con sẽ đi về. Các vị cứ từ từ dùng, không có gấp gì hết. Khi nào dùng xong thì cứ thông báo cho lão ma. Thì cái ông lão ở trong ngôi miếu này là lão ma người đã bảo vệ các vị từ trước đến nay, thì có gì thì cứ nói với lão ma nha. Dạ ông ơi, thôi bây giờ thì con về nha ông. Con chào ông. Dạ ông.